Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Ở ngày hôm nay thì Phương Súp liên tục lên sóng những sản phẩm âm thanh cho các bác lựa chọn. Trước mắt các bác thì ngày hôm nay anh Phương sẽ giới thiệu các bác về một cái thú chơi mà gọi là để tăng cái gọi là chất lượng cái bộ âm thanh của mình lên. Những bác nào mà chơi dàn âm thanh mà chưa có súp thì cũng giống như chúng ta là mà có rượu ngon mà chưa có bạn hiền để tâm sự. Cho nên là nó còn nhạt nhẽo. Và đặc biệt là những cái bộ sản phẩm mà các bác đánh ở không gian rộng mà tiếng bát nó còn không đủ, cho nên là không bao giờ chúng ta cảm thấy nó đã. Anh em đến chê cái dàn máy của mình nó chưa hay, chưa phê thì chính là do các bác còn thiếu cái tiếng súp bát. Thì ngày hôm nay em sẽ lên giới thiệu các bác về một cái combo súp bát giữa đẩy súp chuyên sâu Airbomb công nghệ của Mỹ, kết hợp với một quả súp bát 50JBL118S hàng mới về, đẹp long lanh luôn. Các bác hãy cùng nhìn cái cấu hình này. Với thiết kế rất là gọn gàng. Và quả súp ngày hôm nay thì còn nguyên cái tem cờ rất mới. Đấy. Bát 50. Với những quả súp bát 50 của JBL thì thiết kế nó rất là gọn. Nó còn nhỏ gọn hơn cả súp 40 mà hàng gọi là được lắp ráp ở Trung Quốc. Cho nên là các bác chơi súp 50 của JB nó rất hợp lý, kể cả về kích thước cũng như về chất âm. Mà các bác đang chơi súp tàu thì so với súp Mỹ nó khác nhau một trời một vực. Hoặc là các bác đang chơi súp điện mà chuyển sang súp hơi thì rõ ràng súp hơi nó đã hơn cả súp điện rồi. Và súp hơi Mỹ thì nó lại còn đẳng cấp nữa. Ngoài ra thì nó lại còn được chạy với một cục đẩy chuyên súp, chuyên sâu luôn, Airbomb. Đấy, dòng đẩy với size 3U rất hợp lý để các bác có thể kê kích bằng với những chiếc đẩy, chiếc âm ly, chiếc vang của trong gia đình. Đấy, nhiều cục đẩy thì nó hơi ngắn nhưng mà riêng cục đẩy này thì nó dài hơn. Đây các bác nhìn này, UNA này, công nghệ của Mỹ nhé các bác nhé. Super xịn. Hàng này thì nói chung là chuẩn chỉ, hàng bãi xịn. Đấy, em chỉ nói là công nghệ của Mỹ và lắp ráp ở bên Trung Quốc. Còn những cái hàng đẩy súp này thì nó không có nước nào là nước thứ hai sản xuất cả. Tất cả là chỉ có duy nhất các hãng mà hàng bãi xịn. Cho nên là các bác phải lo, không phải lo cái việc này. Em đo kích thước để các bác cùng cân đối này. Chiều ngang của con này súp 50 nhưng mà chiều ngang của nó chỉ khoảng 51 phân. Đấy, 51 phân. Về chiều sâu, quả súp này nó chỉ sâu có 55 phân. Và chiều cao, chiều cao cả đế cao su là 60 phân. Đấy, rất gọn đúng không các bác? Xinh xắn, đẳng cấp và chất lượng. Đánh như bom rội. Bây giờ em thử cho các bác cùng nghe. Đánh chuyên sâu này nó hay lắm các bác. Đấy, nó được cắt cốt, trên cái con này nó có hệ thống cắt cốt, cắt dày tần, nút tăng giảm âm lượng. Ôi, quánh rất phê, chỉ nhích lên tí nó đánh như sấm nổ luôn. Ôi, quánh rung trần nhà luôn. Rung mấy tôi đằng xóm. Quá ngọt. Hàng thì như mới. Đánh súp của thằng súp Mỹ nó có một cái đặc điểm, nó lan tỏa rất là rộng. Nó có thể đánh rất là xa. Cái tiếng súp kể cả các bác ngồi gần nó không bị chối, bị sốc như kiểu những dòng súp Trung Quốc. Cho nên tại sao những người mà có tiền, những người mà có điều kiện, người ta cứ sống dai hơn là phải. Bởi vì họ toàn sử dụng những cái đồ gọi là gọi là cái chất lượng, nâng cấp cái chất lượng cuộc sống lên thôi. Đấy, cho nên là rất là chuẩn. Đấy, 118 nhìn như mới. Về combo này em báo luôn về giá thành. Một combo như này hiện tại đang có giá rơi vào 16 triệu đồng. 16 triệu đồng cho combo này. Nếu các bác mua lẻ thì nó mất khoảng độ 17 triệu. Nhưng khi các bác mua combo này thì nó chỉ có 16 triệu đồng. Số máy của em là 0971998555. Bác nào thích chơi combo như này, đảm bảo rằng là đánh rụng tôn hàng xóm luôn các bác nhá. À, đấy,
tiếng của nó âm rất là hay và rất là mềm và rất là êm ái. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Mọi chi tiết phối ghép dàn karaoke cũng như mua sắm thiết bị âm thanh đến từ Mỹ, hàng được bảo hành zin xịn thì hãy alo cho em với số máy.